chuyện làm dâu trong buôn bản hội Tân Tiến luôn là đề tài được các bộ phim truyền hình Việt la chuộng khai thác. Mới đây, bộ phim truyền hình sắp lên sóng Nàng Dâu Order vừa tung ra đoạn trailer với những tình huống hết sức gái găm của nàng dâu Hoàng Yến Lan Phương thủ giai. Trong trích đoạn, Lan Phương đang mãi thân mật với hero chồng do diễn viên trẻ Thanh Sơn thủ giai thì bất thần bị bà nội Minh Dượng xông vào làm gián đoạn. Giữa không gian riêng tư của vợ chồng trẻ, nghệ sĩ ưu tú Minh Dượng trong vai bà nội chồng nằng nặc đòi được đấm bóp, thậm chí còn ngủ tầm thường với cặp vợ chồng khiến Lan Phương rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Minh Dượng bất thần xông vào khi đôi trẻ đang mải mê ôm hôn. Anh chồng trẻ Thanh Sơn bất đắc dĩ phải ngủ trong tình trạng một bên ôm vợ một bên ôm bà. Tình huống trớ trêu kể trên trong phim Nàng Dâu Order khiến người theo dõi liên tưởng ngay đến cảnh tân hôn trong bộ phim từng gây sốt năm 2017 Sống Tạm Thường Với Mẹ Chồng với câu thoại hài hước ai cho cô cưỡi lên người đại trượng phu tôi của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Nhiều người theo dõi nhận xét rằng mối quan hệ cháu dâu bà nội chồng trong Nàng Dâu Order cũng sẽ trắc trở và hài hước không tầm thường chuyện nàng dâu mẹ chồng. Phân đoạn mới hé lộ của Nàng Dâu Order được so sánh với Sống Tạm Thường Với Mẹ Chồng. Nàng Dâu Order là câu chuyện về Hoàng Yến nữ tác giả tiểu thuyết trực tuyến kim một bốt dơ nổi tiếng. Cô bắt gặp, yêu và kết duyên chóng vánh với Phong trong sự tung hô của hàng ngàn người hâm mộ. Hoàng Yến tin mình sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, miễn là cô có bàn phím trong tay. Tuy nhiên, cuộc đời không như là mơ. Cô cháu dâu Tân Tiến lại bắt gặp bà nội chồng khó tính. Sự hiện ra của kẻ thứ ba, chuyện sinh con, xung đột nhiên vợ chồng đẩy hôn nhân của Hoàng Yến đến bờ vực và khiến cô phải nhìn nhận lại cách sống của mình. Trích đoạn phim Nàng Dâu Order. Hoàng Yến là vai chính mới nhất của nữ diễn viên Lan Phương sau thời gian nghỉ sinh con. Trong bộ phim này, cô đóng cặp với bạn diễn tầm thường 2 tuổi Thanh Sơn và phải bộc lộ nhiều cảnh tình cảm vợ chồng. Dù ngăn cách tuổi tác nhưng Lan Phương cho biết cô không hề bắt gặp gian trung gì khi đóng cặp với nam diễn viên tầm thường tuổi. Lan Phương và Thanh Sơn đóng vai cặp vợ chồng trẻ. Bộ phim cũng đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ tuổi của nghệ sĩ ưu tú Minh Dượng. Trút bỏ vẻ hài hước quen thuộc, Minh Dượng đóng vai bà nội chồng hay soi xét nhưng rất yêu quý con cháu. Chia sẻ tại buổi họp báo bộ phim, Minh Dượng cho hay thời gian qua bà phải sống tầm thường với căn bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Tuy bị bệnh tật hành hạ nhưng Minh Dượng vẫn duy trì sức khỏe bằng việc uống thuốc và giữ lịch sinh hoạt hà khắc. Nữ diễn viên 61 tuổi đóng vai bà nội chồng khó tính.